Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim nha anh chị. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào tham gia vào room VIP, tham gia vào room khách hàng đồng hành cùng với em Lâm thì nhớ liên hệ trực tiếp với em Lâm nha. Hiện tại em Lâm đang nhận cơ cấu xây dựng là danh mục cũng như là xây dựng là cho anh chị nhà đầu tư một cái top cổ phiếu mặt trong giai đoạn này để cho anh chị nhà đầu tư nhanh chóng kiếm được lợi nhuận cũng như là về bờ nha anh chị. Ok thì anh chị nhà đầu tư nào mà chưa like nhớ like và chưa thả nhớ thả cho mình một quả tim nha anh chị để tăng cái sự tương tác nha. Những cái bạn trẻ nào có cái sự nhiệt huyết đam mê với cái thị trường tài chính này thì có thể liên hệ với mình có thể là hỗ trợ cũng như là hướng dẫn dẫn dắt các bạn đi trong cái ngành nghề tài chính này đi xa hơn và cũng như là đầu tư thành công nha. Thì không làm mất thời gian của anh chị nhà đầu tư nữa anh chị, thì bây giờ mình đi trực tiếp vào câu chuyện của thị trường luôn. Thì với cái quan điểm của mình thì chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư về những cái câu chuyện như của bạn Trịnh Phát mình cũng đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi đúng không? Mình nói anh chị nhà đầu tư đây là thông tin cũ, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu, có thể thị trường nó sẽ về đâu đó là 1080, sau đó nó sẽ có sự hồi phục đi lên thôi. Thì anh chị nhà đầu tư thấy hôm nay nó test xuống 1084 đúng không anh chị, thì bắt đầu nó quay trở lại và nó tăng lên. Anh chị nhà đầu tư thấy là những cái vấn đề mà nó cũ anh chị nó sẽ không tác động nhiều với thị trường, mỗi người sẽ có một góc độ, nhưng mình thấy được theo cái quan điểm của mình thì mình đánh giá thì anh chị nhà đầu tư xem những cái livestream cũng như là những cái video đánh giá cho quý anh chị nhà đầu tư rồi, mình cũng không quá quan tâm tới giai đoạn này mà mình muốn tập trung vào cái gì anh chị, đó là về vấn đề về mặt lãi suất hơn. Ở đây thì cái lãi suất nó mới ảnh hưởng tới trực tiếp tới thị trường, còn nếu như mà lãi suất nó vẫn ở những vùng giá thấp thì mình nói anh chị nhà đầu tư thị trường nó ổn định sẽ đi lên thôi, ngay cả tin đồn của Vin đồ này nọ thì sau đó là thị trường của mình nó ổn, chỉ có vấn đề lãi suất nó sẽ tác động rất lớn thị trường. Thì hôm vừa rồi á, khi mà tỷ giá nó neo ở vùng giá cao á, thì em Lâm cũng khá là lo lắng về khả năng thay đổi chính sách như vậy, mình cũng sợ. Tuy nhiên là tới giai đoạn này cái tỷ giá hiện tại anh chị nhà đầu tư thấy nó đang hạ khá là mạnh, hạ khá là mạnh. Và hôm trước mình có nói chị nhà đầu tư rồi, cái mặt tỷ giá nó chậm, nó hạ thì nó sẽ rơi vào tuần thứ nhất và tuần thứ hai của tháng 11. Thì anh chị thấy cái tuần thứ hai hôm vừa rồi thì bắt đầu nó hạ xuống anh chị, thì nó cần phải có thời gian để nó hấp thụ cũng như là nó cần có những cái thời gian để mà nó tác động lên cái tỷ giá, thì tỷ giá đã hạ khá là tốt, đồng DXY nó cũng gãy xuống dưới, đó là một trong những cái điều rất tích cực với thị trường mà đa phần nhà đầu tư họ không chú ý tới, đó là một thông tin rất tích cực đối với thị trường chứ. Về giai đoạn này thì mình vẫn khá tự tin về cái thị trường của mình, có thể nó sẽ đi vào câu chuyện đó là cóc tay cầm hoặc là cổ phiếu vượt đỉnh khá là nhiều trong giai đoạn sắp tới. Hiện tại danh mục của mình thì có những mã cổ phiếu như GX, VCG, HSG, FTS và Vietcombank. Không, sáng nay thì có tham gia vào ít ETA cho anh chị nhà đầu tư nào mà thích hàng nóng đánh cổ phiếu dạng như là penny để mà kiếm cà phê. Còn lại mình vẫn tập trung cố định vào những cái nhóm như là thép, chứng khoán, đầu tư công, bất động sản nha anh chị. Tập trung vào bốn nhóm chính đó để mình giao dịch để mà kiếm tiền về cuối năm thôi. Ok thì với cái sự kỳ vọng của thị trường anh chị, mình chưa nói về phân tích về mặt kỹ thuật nha, nhưng mà mình sẽ nói trước về kỳ vọng thì cỡ cuối tháng 11 này anh chị. Rơi vào có thể cuối tuần này hoặc là qua tuần tới nữa thì những cái thông tin về cái tín dụng cũng như thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất thì nếu như nó ra được thì em nghĩ là thị trường của mình nó sẽ bung và nó thăng hoa rất là mạnh trong giai đoạn tới. Đây là một trong những cái thông tin sẽ tác động rất tích cực đối với thị trường nhanh gì, và khả năng nó sẽ ra đâu đó vào cuối tháng này. Thì nó không ra vào cuối tháng này thì có thể là hết thời gian anh chị, tại vì chúng ta gần hết năm rồi. Nếu như nó ra được thì chúng ta còn một cái sóng khá là ok nữa, có thể 10 tới 20% nữa anh chị từ cái điểm giá này nha anh chị. Một số mã cổ phiếu nó sẽ tăng như vậy. Nếu như anh chị nhà đầu tư mà sử dụng đúng cái đòn bẩy nữa thì anh chị nhà đầu tư sẽ có một khoản lợi nhuận. Mà giai đoạn vừa rồi anh chị nhà đầu tư thất bại thì giai đoạn này anh chị sẽ lấy lại hết cũng như là anh chị nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Như mình thì chỉ cần đâu đó nhích thêm viên nữa là anh chị nhà đầu tư là có lợi nhuận lại anh chị. Một số anh chị nhà đầu tư nắm bắt đúng trong giai đoạn vừa rồi. Ok thì anh chị nhà đầu tư cứ tập trung cho em vào những cái nhóm như là chứng khoán, đặc biệt nếu không biết đánh cổ phiếu nào thì cứ tập trung như chứng khoán mà đánh, ví dụ SI, BND rồi anh chị nhà đầu tư cứ tập trung vào đó chị giao dịch vẫn ok hết anh chị, và những bạn cổ phiếu đó nó có sử dụng đồng bảy nữa, sau này mình có lợi nhuận thì mình đánh lên. Cái video về về tỷ lệ margin sử dụng đồng bảy thì mình đã chỉ với quý chị nhà đầu tư hết rồi, chị chịu khó xem lại nha. Ok, còn về cái xu hướng của thị trường thì mình có nói với anh chị nhà đầu tư là nó hôm nay nó gặp lại khu vực là 1109 anh chị, nó chưa vượt qua cái đường vùng cản này. Tuy nhiên thì lát nữa mình sẽ phân tích về mặt kỹ thuật để cho anh chị nhà đầu tư nhìn xu hướng tốt hơn. Ở đây sáng nay nó nhúng xuống đây thì anh em mình đã nói anh chị nhà đầu tư là có hàng mua thêm vào, bắt thêm vào chỗ này anh chị không sợ nha anh chị về xu hướng của mã này. Tầm cỡ đâu đó 6 tới 7 phiên nữa thì mình có nói anh chị nhà đầu tư là khả năng thị trường nó vào uptrend. Tuy nhiên thì cổ phiếu nó vào up trước nha anh chị. Cổ phiếu nó sẽ vào up trước, ví dụ HSG rồi chẳng hạn, là cổ phiếu nó sẽ vào trend tăng trước. Tầm cỡ 3 phiên giao dịch nữa là cổ phiếu nó vào trend tăng rồi. Ví dụ Nam Kim nó cũng vậy, nó sẽ up trước nha. Nam Kim thì cũng tầm cỡ 3 phiên nữa nó sẽ quay trở lại và khả năng phá đỉnh của Nam Kim sẽ rất là cao, và nếu như nó phá đỉnh được thì nó mang tới một cái lợi nhuận tương đối lớn cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Ở đây thì nếu nó vượt lên được thì hầu như là bốn kiếm tăng hết,
chỉ cần nó vượt lên là bốn kiếm tăng hết nha anh chị. Bốn kiếm tăng thì anh chị nhà đầu tư biết rồi, trong Ichimoku mà bốn kiếm tăng là cái trend nó rất mạnh, xu hướng nó rất mạnh được hình thành. Ok, thì hôm nay có một số cái mạng cổ phiếu mà anh chị thấy như BNI chẳng hạn, không, nó tăng khá tốt và kèm theo đó thì nó chưa bốn kiếm tăng, tuy nhiên phiên giao dịch ngày mai mà nó tăng tiếp thì bắt đầu bốn kiếm tăng lên, thì cho thấy được là sức mạnh trong những mạng cổ phiếu này khá là ok. À, từ đây về cuối năm thì em đánh giá là đây là một trong những cái cơ hội cuối cùng của năm 2023. Nếu như mà nó tăng giá được thì đây là cơ hội cuối cùng của năm này nha anh chị. Nếu chúng ta không nắm bắt được nữa thì anh chị phải dời lại qua năm 2024, là cái cuộc chiến của anh chị nó là nằm năm 2024 anh chị. Còn bây giờ nếu như anh chị không nắm bắt cơ hội nữa thì qua tới năm 2024 thì anh chị mới có lợi nhuận. Mình vẫn tự tin vào thị trường và đi theo xu hướng thị trường, hỗ trợ thị trường hiện tại là 1080 tới 1084 vẫn là cái hỗ trợ của cái điểm thấp nhất của phiên sáng hôm nay. À, còn về nhóm ngành cổ phiếu thì anh chị nhà đầu tư cứ lựa cho mình là chứng khoán, đầu tư công, bất động sản, không, thép, vậy thôi, quanh quẩn mấy cái nhóm ngành đó anh chị nhà đầu tư. Có thêm bất động sản công nghiệp nữa, nếu như anh chị nhà đầu tư thích thì có thể đầu tư vào, à, tập trung vào, gia tăng vào để mà mình nắm bắt cơ hội nha anh chị. Tại vì cơ hội trong giai đoạn này chỉ có một còn có một lần này nữa thôi. Nếu mà chúng ta không nắm bắt, không đi theo cơ hội này thì tới cuối năm anh chị nhà đầu tư sẽ rất khó. Một số anh chị nhà đầu tư khi thị trường điều chỉnh thì anh chị nhà đầu tư lại không dám, nhưng khi thị trường xanh mạnh bắt đầu anh chị nhà đầu tư nóng ruột, anh chị sẽ vào những cái điểm giá cao. Thì mình khuyên anh chị nhà đầu tư là nên lựa chọn những vùng giá thấp đang quanh hỗ trợ để mình mua, tỷ lệ thua lỗ của mình nó thấp, có cần thiết thì có thể cắt lỗ anh chị. Ở đây là một trong những cái giai đoạn cực kỳ là nhạy cảm. À, ok, thì mình phân tích về tí về mặt ngắn hạn anh chị. Ở đây về mặt ngắn hạn thì hồi chiều hôm nay thì em Lâm có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là gì, là cái chỗ vùng giá này anh chị, cái vùng này là cái vùng mà bắt đầu nó sẽ có một sự hội tụ lên. Nếu như giá cổ phiếu phiên giao dịch ngày mai và tiếp tục nằm được trên 103-104 anh chị, thì nó sẽ hình thành lên một cái tín hiệu hội tụ lại, và nếu như nó rách đi lên anh chị thì khả năng xu hướng này sẽ rất mạnh. Ví dụ nó rách lên chỗ này hoặc là có thể nó xuyên mộng chỗ này thì bắt đầu phiên giao dịch ngày mai nó sẽ rất mạnh. Tuy nhiên nếu như mà nó xuyên xuống phía dưới nha anh chị, nó mất cái hỗ trợ bên dưới thì cũng tương đối mạnh. Nhưng cái tỷ lệ mà nó hình thành lên những cái mô hình hội tụ đây thường là xu hướng tăng, thường là nó sẽ đi lên tốt hơn nha anh chị. Ở xu hướng này nếu nó đi lên thì nó sẽ đi lên tốt hơn. Thành ra là cái tự tin của phiên giao dịch ngày mai là có thể là tầm gần 9:45 gì đó, thị trường mà nó nổ được, nó đi lên được thì nó sẽ hội tụ vào đây và nó phóng đi lên, thì khả năng cao thì thị trường nó sẽ có một pha tăng giá ở đây, tiếp cận lại những vùng giá phía trên là 1109-1110 để đánh lại một cái vùng cản này một lần nữa. Nếu như nó thành công thì cái tỷ lệ của mình từ đây đến cuối năm nó sẽ sáng hơn, nó sẽ vượt lên lại phía trên này anh chị, nằm tích lũy phía trên này. Phía trên thì nhiều cái mỏng, đặc biệt là cái mỏng phía trước này nữa. Nếu như nó vượt lên lại được, nó nằm trên 109 thì khả năng tích lũy của nó sẽ ok, và nó vượt lên nữa thì khả năng tăng về đâu đó là 11205 sẽ rất là cao, và mình vẫn khá là tự tin và mong chờ một cái nhịp tăng giá về 1205 nha anh chị, kèm theo những thông tin hỗ trợ. Ở đây mình đánh giá hỗ trợ của thị trường hiện tại anh chị nhà đầu tư chú ý cho mình là 1080 đến bao nhiêu anh chị, đến 1084, đó là khu vực hỗ trợ. Còn hỗ trợ anh chị nhà đầu tư cứ an tâm. Thì qua cái giai đoạn này thì mình phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư một tí như thế này. Sẽ có rất là nhiều người trên thị trường đang nói về thị trường xấu, thì câu chuyện vấn đề về mặt tỷ giá thì người ta bắt đầu là thấy tỷ giá tăng thì người ta nói là về mặt tỷ giá như thế này như thế kia xấu quá, rồi sau đó là tỷ giá bắt đầu nó hạ nhiệt rồi thì người ta không nói về vấn đề này nữa, đúng không chị? Người ta lại đi tìm một cái lý do nào đó trên thị trường, ví dụ người ta nói về câu chuyện là Vin như thế này, Vin như thế kia, sau đó là Vin không sao hết rồi, cái bắt đầu là Vạn Thịnh Phát như thế này, Vạn Thịnh Phát như thế kia. Hầu như là những thông tin mình ở lâu trên thị trường, mình tiếp cận đến một cái thông tin gì, mình đọc thấy một cái bài báo gì, thường là mình sẽ phân tích rất là đa chiều cho quý anh chị nhà đầu tư có một góc độ. Thì mình nói anh chị nhà đầu tư hôm qua là Vạn Thịnh Phát không sao hết, cái vấn đề này là cũ, và cái thông tin này thì anh chị nhà đầu tư thấy là nó tiền nó nằm bất động sản nhiều, mai mốt là xử lý, là thu hồi về là tốt, đúng không? Đây là cái tin tốt, nếu mà đứng góc độ của mình đánh giá là thông tin tốt. Sợ nhất là không điều tra ra và không bắt được, bây giờ điều tra ra bắt được thì lấy tiền lại thôi. Có thể nó chưa đủ nhưng mà nó sẽ kéo dài rất là lâu, tầm 20 năm dư sự xong anh chị. Thì cái vấn đề này thì anh chị nhà đầu tư phải chú ý cho mình, lưu ý cho mình. Nhưng mà đây là một cái thông tin mà mình đánh giá là tốt chứ không phải là thông tin xấu, không? Thông tin nó đều phản ánh vào thị trường hết rồi, anh chị nhà đầu tư lưu ý cho mình một xíu như vậy. Còn lại thì bây giờ không biết là người ta sẽ lấy thông tin gì để mà người ta hô hào thị trường đi xuống nữa. Cái quan trọng trong thời điểm này không phải là thị trường đi lên hay thị trường đi xuống, mà thị trường đi lên anh chị có bao nhiêu lợi nhuận và thị trường đi xuống anh chị mất bao nhiêu lợi nhuận. Điểm hỗ trợ của anh chị nhà đầu tư ở đâu và cái chiến lược đầu tư của anh chị nhà đầu tư ở đâu. Nếu như thị trường đi xuống mình phải giải quyết như thế nào và thị trường đi lên mình phải có được bao nhiêu lợi nhuận giống như những người khác. Tránh trường hợp là người khác lợi nhuận lớn mà mình không có gì, và tránh trường hợp là người khác lỗ ít mà mình lỗ nhiều. Thành ra là mình sẽ có những cái điểm thoát và mình tập trung vào những cái điểm này cho em. Đừng có nghe ngóng bên ngoài quá nhiều. Bây giờ là người ta đang loạn chưởng anh chị, hô xuống nó không xuống, hô lên nó không lên, người ta kiếm rất là nhiều cái
cái thông tin xấu tiêu cực để người ta chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư. Tập trung vào cho mình ở tại thời điểm này, cơ hội cuối cùng trong năm này không nắm bắt được nữa thì trong giai đoạn sắp tới anh chị sẽ rất khó kiếm được lợi nhuận, đúng không? Và khi ở dưới anh chị nhà đầu tư không có tham gia vào thì lên trên anh chị cứ hỏi mình mua được hay không là mình sẽ rất khó trả lời với quý anh chị nhà đầu tư. Ngay chính giai đoạn này chúng ta phải tập trung vào để mà kiếm ăn, để anh chị kiếm tiền để mà nghỉ Tết. Còn bây giờ chúng ta cứ lông bông rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia, cuối cùng là cơ hội nó qua đi là rất là dở. Chúng ta không sợ và không cũng không view thị trường lên toàn bộ, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái kế hoạch bài bản hơn những người khác, có những cái hỗ trợ tin tưởng hơn những người khác, và khi nó mất những cái điểm giá này mình mua vào vì gì thì mình sẽ bán vì cái đó, mình sẽ mạnh mà mình sẽ cố gắng để mà có những chiến lược. Còn bây giờ mình nghe thì người này nói mình bán ra, sau đó là thấy thị trường hồi thì mình lại mua vào, thì mình chỉ có rơi vào câu chuyện đó là chết với thị trường thôi anh chị. Tập trung vào cho em Lâm trong giai đoạn này để mà kiếm tiền nghỉ Tết anh chị. Đây là một trong những cơ hội gọi là cuối cùng của năm 2023 này rồi. Hãy bình tĩnh, tự tin, đưa ra những chiến lược, đưa ra những quy luật. Anh chị nào mà chưa đủ tự tin, chưa đủ những chiến lược đầu tư giao dịch trong giai đoạn này, liên hệ ngay với em để em có thể hỗ trợ đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư tự tin vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bảo đảm luôn, nếu như mà thị trường nó chỉ cần bắt nhịp đi lên, dòng tiền được bơm ra, thì em nói anh chị nhà đầu tư là anh chị tất cả mọi thứ anh chị lấy lại và anh chị có lợi nhuận. Tết năm nay anh chị khỏe, khỏe đi du lịch thoải mái. Còn những người mà họ sợ thì sau này họ sẽ mua cao hơn và họ sẽ không có được lợi nhuận, họ sẽ giằng co về cuối năm rất là mệt. Bây giờ nó không có cơ hội, tới cuối năm sẽ rất khó có cơ hội để thị trường tăng nha anh chị. Đây là một trong những thời điểm mà quyết định để chúng ta có lợi nhuận về cuối năm, nên chúng ta phải tập trung vào, chú ý vào, tránh trường hợp là thấy người này hô người kia hô. Bây giờ là không biết lý do gì nữa, nay mai thì người ta sẽ lấy lý do là tại sao ông Warren Buffett ông lại trích lũy để dành tiền nhiều như vậy, đúng không? Thì người ta sẽ lấy lý do này, nguy hiểm quá đừng có tham gia vào. Thì mình nói chị nhà đầu tư khi tham gia vào lúc nào chúng ta cũng có những cái điểm thoát an toàn và chấp nhận chơi được thì chúng ta chấp nhận cái rủi ro vừa phải và kiếm được cái lợi nhuận lớn. Thua 3 lời 7 thì chúng ta chơi, còn 5 năm thì chúng ta không chơi, còn thua 3 lời 7 chơi được. Đó là cái quan điểm góc nhìn của mình nha. Tối nay mình sẽ đi sâu hơn vào phân tích cổ phiếu cho quý chị nhà đầu tư, tập trung cho mình mấy phiên giao dịch sắp tới nha anh chị. Sorry anh chị nhà đầu tư nha, cứ mình cứ mỗi lần mà mình ấy xong là cái mũi mình bị viêm mũi dị ứng á, thành ra là nó rất nhạy cảm, cứ máy lạnh một cái là nó cứ hắt xì ra ngoài anh chị, rất là mất sự anh chị, thành ra sorry anh chị nhà đầu tư nha. Ok, cảm ơn mọi người, mọi người thông cảm cho mình tí nha. Ok, đó là quan điểm góc nhìn của mình nha. Tự tin lên, nói chung là phải tự tin lên, mình quyết định mình làm cái gì đó là cái sự giàu có của mình phải tự tin vào bản thân mình chứ anh chị. Còn bây giờ mình đi hóng hết, sợ chỗ này sợ chỗ kia, theo mình cứ đi theo những cái mặt phiếu không biết mua gì cứ mua chứng khoán. Còn nếu như mà tích hơn thì chia phần ra giữa ống như mình để tham gia vào những cái nhóm ngành, đặc biệt là nhóm thép. Mình đã nói chị nhận được rất nhiều về nhóm thép về cuối tuần vừa rồi rồi, phân tích cho anh chị nhà đầu tư rồi. Ngay cả khi mà thị trường nó nói đủ thứ về câu chuyện VinVit đồ này nọ, mình đã nói anh chị nhà tập trung vào cổ phiếu, anh chị phải có cổ phiếu này, anh chị phải có cổ phiếu kia, anh chị phải xây dựng danh mục như này, anh chị phải xây dựng danh mục như thế kia. Ông mình đã đi cùng anh chị nhà đầu tư bơm oxy cho chị nhà đầu tư rất nhiều rồi. Chúc anh chị nhà đầu tư thành công, may mắn gặt hái nhiều con nha anh chị. Im lặng kiếm tiền tới cuối năm thì cái tiền đó sẽ là cái kết quả của anh em mình trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngon miệng nha anh chị. Hãy thành công trong giai đoạn này nha anh chị. Cảm ơn, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.